Dạ vâng, và rất là vui một điều chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Âm Thanh Số. Liên tục những bộ combo, những cấu hình combo karaoke được bên em tăng tải cũng như là setup để lên đường lắp đặt cho các bác. Thì trong cái thời gian vừa rồi cũng không có nhiều thời gian để làm những cái sản phẩm nhỏ lẻ, những sản phẩm rời. Thì trong video này thì em xin phép được giới thiệu cho chúng ta tất cả những cái dòng loa siêu trầm hiện tại đang bán rất là chạy và đang có mặt trong showroom của Thế Giới Âm Thanh Số, để chúng ta sẽ có thêm những sự lựa chọn, những cơ sở để chúng ta mua sắm. Và đặc biệt là ở trong cái không gian này, trong cái phòng test âm thanh này, thì bên em đang đưa ra cho chúng ta được rất là nhiều. Tổng cộng đang có 8 sản phẩm, là 8 cái mẫu loa siêu trầm hiện tại đang có mặt trên thị trường, cũng như là đang lại đem lại cái mức doanh số, doanh thu rất là lớn cho Thế Giới Âm Thanh Số. Và chúng ta sẽ có thêm những sự lựa chọn để bổ sung vào bộ dàn, những cái phòng hát karaoke của chúng ta nó sẽ được sinh động hơn, nó sẽ được đầy đủ hơn. Và ở đây sẽ có những cái sản phẩm từ cao cấp nhất cho đến bình dân nhất để chúng ta lựa chọn cho từng túi tiền, từng bộ cấu hình sao cho nó phù hợp. Vâng, và đầu tiên thì em muốn nhắc đến một mẫu loa, một dòng loa siêu trầm đang mang một cái giá trị cao nhất, lớn nhất trong showroom của Thế Giới Âm Thanh Số. Đấy chính là phiên bản loa trầm điện Bass 30 WeWood T9i. Đây là dòng sản phẩm cực kỳ đẹp và cao cấp, với thiết kế hai bát, một bát trước như chúng ta đang thấy đây, và một chiếc loa bát nằm ở phía dưới gầm. Hai chiếc bát này nó sẽ cùng cộng hưởng với nhau và đưa ra cho chúng ta được những cái giải âm, những giải tần số thấp cực kỳ tốt. Với một cái ngoại hình vô cùng nổi bật, WeWood T9i đang đem lại cho chúng ta được một cái không gian, một cái sản phẩm mà nó có thể mang lại cho chúng ta cả cái khả năng về trình diễn âm nhạc, và kể cả khả năng là giúp cho chúng ta trưng bày, mang một cái giá trị thẩm mỹ rất là cao. Với mức công suất có thể đạt tới 700W, thì đây là một trong những dòng loa trầm điện Bass 30 mà nó có thể tối ưu hóa được cho chúng ta về cái không gian cũng như là mục đích sử dụng. Thiết kế cực kỳ đẹp, vỏ thùng được sơn màu đen bóng, giống màu sơn của những cái thiết bị sản phẩm cao cấp đắt tiền như là những cái chiếc đàn piano. Và đặc biệt là cái nước sơn này thì nó sẽ tồn tại bền bỉ theo thời gian, và chúng ta sẽ dựa trên những cái cơ sở đấy thì chúng ta thêm vào những cái bộ dàn của chúng ta, với những cái bộ dàn mà chúng ta yêu thích, những bộ dàn, bộ hát, bộ loa nó cao cấp, thì đây sẽ là một trong những cái sản phẩm nó có một cái sự ăn xăm, kể cả cách xử lý âm thanh, âm nhạc và kể cả về mặt thẩm mỹ nữa. Và đối với phiên bản này thì hiện tại mức giá niêm yết bên em đang đưa ra thị trường là 10 triệu đồng. Và trong dịp Tết ngày hôm nay, đây là một cái chương trình ưu đãi khuyến mại lớn nhất, tặng 3 triệu đồng cho mẫu loa siêu trầm điện Bass 30 WeWood T9i này. Nếu như các bác có nhu cầu thì xin phép xin mời các bác nhấc máy và gọi điện cho hai số hotline, hoặc có thể qua trực tiếp để test trực tiếp sản phẩm. Vâng, và tiếp theo ở đây, ngay bên cạnh đây thì là dòng loa cũng mang mức giá 7 triệu đồng. Đây là dòng loa WeWood VK560 Plus. Với một cách thiết kế rất là đẹp, bởi cái tấm e căng cũng như là cách bố trí thùng bát, cái mặt trước của loa cũng được cắt CNC, và nó có một cái điểm tì, điểm tựa để cho cái tấm e căng này khi lắp vào nó sẽ rất là đẹp. Đường kính bát 30, gân cao su màng polyplat, và có một cái hệ thống khung xương đốc, khung xương đúc để cố định loa với thùng loa. Và đây là bằng chất liệu gang và được sơn tĩnh điện rất là đẹp, xịn sò. Chúng ta có thể nhìn gần hơn một chút tất cả những cái điểm nối và cách hoàn thiện thì rất là đẹp, tỉ mỉ. Phía dưới là một cái chân đế thông minh. Với thông chân đế này thì chúng ta có thể tăng giảm chiều cao được của con trầm này, và nốt thông hơi của nó nằm phía dưới. Chính vì vậy chúng ta nên cho cái chân đế này nó cao lên một chút để khai thác hết tối đa những cái khả năng của chiếc loa siêu trầm này. Sản phẩm được phân phối bởi WeWood và được bảo hành cho các bác 1 năm đổi mới. Màu gỗ rất đẹp luôn, đẹp, cái vân rất là đẹp. Sơn thì được sơn phủ một lớp sơn mờ,
sẽ giúp cho cái sản phẩm nó sẽ bền bỉ theo thời gian, sẽ không có những cái xước răng. Đây là mặt sau nha các bác. Chạy điện 220V cho đến 240V và tần số đắc tuyến thì có thể xuống tới 50Hz và thậm chí là có thể hơn ở những cái bản nhạc mà được các nhạc sĩ người ta khai thác ở những cái nhạc mà mang tần số thấp hơn. 7 triệu đồng mẫu loa WeWood VK560P Plus. Và chúng ta có nhu cầu thì xin mời các bạn hãy cứ gọi điện đến hai số online để phía dưới màn hình. Và tiếp theo ở đây thì cũng là một sản phẩm cao cấp nữa mang thương hiệu WeWood VK2012 Plus. Cũng thừa hưởng rất là nhiều những cái tính năng cũng như là cái vật liệu, chất liệu để làm ra những cái thương hiệu loa siêu trầm mà thực sự là nó làm lên tên tuổi của WeWood. Màng polyglass gân cao su. Kích thước thì nó bé hơn một chút so với cái mẫu 560P. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy được sự hoàn thiện, vỏ thùng hoàn toàn bằng gỗ và được sơn phủ bằng một lớp sơn bóng mờ, rất là đẹp luôn. Mặt sau của nó thì nó cũng không khác gì cái con 560 Plus. Phiên bản này thì cũng có cho chúng ta thêm được những cái tính năng. Ở đây là tự động bát bút này, đảo pha này, rồi những cái chiếc áp cắt tần số và tăng volume, tăng giảm volume của loa siêu trầm. Cái bản này thì cũng có thể cho chúng ta đưa ra được lời hát vào con loa này, thì lời hát của chúng ta nó sẽ được dày dặn hơn, khỏe khoắn hơn rất là nhiều. WeWood VK2012 Plus giá trị là 6.500.000 đồng. Nếu các bác có nhu cầu có những đôi loa màu đỏ phấn gỗ thì các bác nên tìm hiểu cái sản phẩm này và chúng ta sẽ có thêm cơ sở để chúng ta mua. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những cái dòng loa siêu trầm mà nó mang một cái mức giá trị nó thấp hơn một chút. Đầu tiên phải nói đến phiên bản WeWood Leader 12 cộng là một trong những cái mẫu loa trầm điện giá bình dân mà được các bác lựa chọn nhiều nhất. Cái mức giá thì nó tương đối rẻ, 3.500.000 đồng. Hình thức đẹp, thiết kế thì rất là lạ. Mặt trước bằng một tấm bê tông bằng sắt và được bo tròn như này thì sẽ tạo thêm một cái sự mềm mại hơn. Khung viền thì có những cái đường chỉ vàng như thế này, sẽ tạo điểm nhấn. Logo thương hiệu nằm chính giữa, cũng là dòng gân cao su màng polyglass. Rất là nhiều những cái vật liệu cũng như là cái tính năng thừa hưởng từ những cái dòng cao cấp hơn và hiện tại đang đưa ra cho chúng ta một cái mức giá là 3.500.000 đồng, rất là rẻ. Ai cũng có thể mua được cái mẫu loa này. Đây sẽ là một trong những cái sự lựa chọn đáng tiền, vừa tiết kiệm được chi phí mà chúng ta sẽ có thể chơi được đa dạng các thể loại, nghe nhạc rồi hát karaoke, nhạc không lời rồi nhạc mạnh, nhạc điện tử, chúng ta đều có thể chơi được hết. Tiếp theo đến mẫu WeWood VK260P. Đây cũng là một dòng loa trầm bass 30 mà nó sẽ thiên về những cái nhu cầu nghe nhạc. Tại vì mẫu loa này thì có một cái màng, có một cái gân rất mềm, rất rất mềm, và cái giải tần số đa tuyến của nó sẽ xuống cực kỳ sâu. Mức giá thì lại rất rẻ hơn một chút, 3 triệu đồng. 3 triệu đồng dòng loa điện trầm điện bass 30 công suất 500W, có thể cho chúng ta khai thác được rất là nhiều những cái tính năng. Chúng ta có thể kết nối qua những 2 level input để khai thác được cái giọng hát mà con loa siêu trầm này có công hơi lớn. Đây cũng có đường cắm jack music, cắt tần số, rồi công tắc đảo pha, đường vào và đường line ra. Giá 3 triệu nha các bác. Màu đen rất là đẹp luôn, phần gỗ này. Tiếp theo ở trong đây thì mẫu trầm điện 330Q8. Đây cũng là một trong những cái dòng bên em cũng đưa về khai thác rất là lâu, và hiện tại thì còn duy nhất một chiếc màu vàng. Cái căng thì màu nâu nhạt cũng rất là đẹp. Mẫu này là 5.500.000 đồng, công suất 500W.
rất là phù hợp với những cái không gian bằng nội thất gỗ nhá. Các bác nhìn thấy cái màu rất là tương đồng với, nếu như chúng ta có những bộ bàn ghế màu gỗ mà là những vét ni hoặc là sơn vàng vàng như này thì rất là hợp. Con này thì cái vỏ thùng của nó sâu hơn, sẽ lực cảm giác tiếng bát nó sẽ ra rất là lực. Còn ở đây thì một dòng loa trầm điện là dòng xúc hầm WeWood WF1021. Giá trị của sản phẩm này là 2.800.000, thấp hơn 200.000 so với 260V. Ai là những người mà thích sự gọi là cổ điển cổ kính, đây là một trong những cái phiên bản mà đã được đưa ra thị trường rất là lâu và WeWood đang đưa ra cho chúng ta. Chúng ta thường thấy những cái chiếc loa trầm mang cái phong cách này ở trong những cái phòng hát kinh doanh karaoke từ rất là lâu rồi, và nó sẽ là một cái sản phẩm luôn luôn được để vào một góc nào đấy và chúng ta sẽ được cảm nhận được một cái chất âm vô cùng mạnh mẽ được đưa ra từ đây. Bát thì giấu hoàn toàn ở trong vỏ thùng và đưa ra hai cái lỗ thông hơi này, lỗ hơi trên và lỗ hơi dưới. Đối với dòng phù hợp thì tiếng bát nó đưa ra cực kỳ mạnh, lực và gọn. Còn ở bên trong đây thì là phiên bản bốt nhập khẩu Trung Quốc, cũng là một trong những cái dòng loa trầm giá rẻ nữa, mức giá là 2.700.000 đồng, công suất cũng là 300W, đưa ra chúng ta được một cái sản phẩm lựa chọn. Đối với những cái dòng loa, những cái đôi loa mà chúng ta có những cái công suất bé hơn, cái đường kính bát nó bé, thì chúng ta phù hợp với những cái dòng loa trầm mà mang một cái mức công suất vừa phải, 300-400W. Và đây là những cái dòng sản phẩm mà hiện tại thì đang có mặt trong showroom của Thời Đô Nguyên Chố, và lượng hàng đang còn rất là nhiều. Nếu như các bác có nhu cầu mua sắm cũng như là muốn bổ sung vào những không gian của chúng ta, sẽ có thêm những tiếng trầm uy lực mạnh mẽ, những cái nền nhạc tinh tế hơn, thì xin mời các bác tham khảo và lựa chọn. Địa chỉ của Thế Giới Mấy Số đặt tại 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Xin mời các bác ghé qua cửa hàng để chúng ta sẽ cùng nhau nghe, test cũng như là xem trực tiếp tất cả những cái sản phẩm mà bên em đang đăng tải, cũng như là giới thiệu quảng cáo cho các bác. Còn nếu như các bác ở xa thì nhanh chóng mua sắm trong dịp này, tại vì đường bưu điện vận chuyển người ta sẽ chỉ nhận hàng đến ngày 20 âm thôi. Thế nên là nếu các bác mà muốn mua hàng để mà chơi Tết thì thu xếp đặt hàng sớm cho bên em. Rất là cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và ủng hộ của các bác đối với Thời Giới Thanh Số, và bên em sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa, đưa nhiều sản phẩm về hơn để cho chúng ta sẽ có thêm nhiều hơn nữa cái sự lựa chọn, và ai cũng có thể là người sở hữu và làm chủ tất cả những cái sản phẩm hay cao cấp đến từ những cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.